Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 thì nên sử dụng máy tính nào là hiệu quả nhất cho việc học và thi? Các bạn học sinh đều biết, năm 2025 này thì các bạn học sinh 2K7 sẽ bắt đầu thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chương trình mới. Ủa có nhiều thay đổi so với chương trình cũ. Vậy máy tính nào phù hợp là lựa chọn tối ưu cho việc học và thi này? Và không ai khác đó chính là máy tính Casio FX880BTG. Vì sao ư? Vì ngoài máy tính Casio FX880BTG ra thì không có chiếc máy tính nào có nhiều tính năng thiết kế phù hợp nhất với chương trình mới. Sau đây là những tính năng mà các bạn có thể chưa biết. Ví dụ như trong môn toán học thì xác suất thống kê được mang từ đại học xuống làm cho nhiều bạn học sinh bối rối. Nhưng sẽ không còn là điều đáng lo khi chúng ta sở hữu 880BTG. Với các tính năng trong tính năng học toán học như là mô phỏng trực quan dây xúc xắc nè, trung đồng xu nè, trục số học và đường tròn lượng giác, sẽ làm cho việc học toán vừa dễ dàng vừa thú vị hơn nữa đây. Bật mí với các bạn, trong lần nâng cấp này thì máy tính Casio FX880BTG không chỉ nâng cấp lĩnh vực toán học đâu nha, mà hóa học cũng được quan tâm. Tính năng bảng nguyên tử khối các nguyên tố hóa học trên máy tính Casio FX880BTG nè sẽ giúp chúng ta quan sát trực quan số liệu nguyên tử khối của các nguyên tố học và sử dụng khối lượng nguyên tử để tính toán luôn đấy. Và hiển nhiên còn nhiều tính năng nổi trội khác chờ các bạn cùng khám phá nha. Khi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới thì cũng phải được bộ dục cho phép mang vào phòng thi luôn nha. Nhưng mà để có máy tính mang vào phòng thi thì trong cặp thì cũng phải có cái máy tính đúng không? Vậy thì hãy nhanh tay bấm vô giỏ hàng để máy tính còn về kịp cùng chào mừng năm học mới nữa nha. Máy tính thì chính hãng bảo hành lên đến 7 năm, một đổi một trong năm đầu tiên. Hân hạnh đồng hành cùng các bạn trong suốt quãng đời học sinh luôn đó nha.